Rồi, à bây giờ mình sẽ làm bài luyện tập nhá để thực hành cách sử dụng của năm liên từ mình vừa mới học. Exercise 4. Use but, and, so, because, on those to complete sentences. Có những câu thế này cũng chính ở trong sách các em từ câu 1 đến câu 5 này. Number 1. 1 2 3 4 5. Both my sister gì đấy, I dream of becoming a TV MC. À, cô lưu ý một chút này lúc nãy mình mới học uh, cái liên từ là and thôi nhưng mà mình cần lưu ý một một chút với cả and này and không thì như mình cô đã, đã giảng rất là kỹ cách sử dụng của nó nhưng có một cái cách sử dụng nữa đó là both đi kèm với cả and both a and b cả a và b đều như thế nào đấy cả A và B Tức là cả hai người như thế này Hoặc hai vật đấy là hai cái gì đấy Đều như thế nào đó Thì mình có cách sử dụng thế này Vậy câu thứ nhất ấy, mình sẽ dùng là And Both my sister and I Cả chị gái hoặc em gái Tôi và tôi đều mơ ước trở thành Một cái người dẫn chương trình truyền hình Ở TVMC Rồi number two để My sister is good at school Chị của tôi học hành rất là tốt ở trường nhưng ở phía sau thì lại là am not Vậy là ở câu trước thì là câu khẳng định Nhưng ở sau thì lại là phủ định Ý muốn nói là tôi không tốt Vậy đây là hai điều tương phản với nhau Đã là tương phản thì mình sẽ sử dụng Sử dụng but Rồi number three Các em nhìn này Cô đọc cái từ mà người ta đã cho trước We tried our best We didn't win the game Thứ nhất nhìn vào cấu trúc câu em lại thấy ở giữa câu có dấu phẩy này Thì là mình đã liên tưởng ngay đến cái cấu trúc nào rồi đúng không? Với theo nghĩa chúng tôi đã cố gắng hết sức Try one best Ví dụ như là one ở đây có thể là my I đi với my hoặc là your hoặc là his vân vân tức là cố gắng hết sức. Đấy cô viết cái cấu trúc để cho các em chú ý nhá. Hết sức chúng tôi đã không thể thắng cái trận đấu đó. Vậy thì đây cũng là 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 nói về một cái um, cái cấu trúc là ý chỉ kiểu nhượng bộ mặc dù như thế nào đấy. Tuy nhiên như thế nào đấy. Thì rõ ràng chỉ có thể là on though ở đây thôi. On though mặc dù. Mặc dù chúng tôi đã rất cố gắng, chúng tôi có hết sức. Và câu số 4 này. Peter stayed at home. He was ill. Peter thì ở nhà, cậu ấy ốm. À, Peter ở nhà ốm thì cái việc gì dẫn đến việc gì trước? Bị ốm dẫn đến ở nhà hay ở nhà dẫn bị bị ốm ở trong câu cấu trúc này? À, trong này thì mình rõ ra mình thấy là bị ốm cho nên mới ở nhà. Vậy thì đây nó chính là cái nguyên nhân dẫn đến cái điều này thì mình sẽ điền đây là because bởi vì cậu ấy ốm. Because. Và câu cuối cùng này, I'm tired, tôi tôi ốm, tôi ốm. À tôi tôi cô xin lỗi, tôi mệt. Tired đây là mệt. I will go to bed early. Tôi mệt, vì thế cho nên tôi sẽ đi ngủ sớm. Vậy thì vì thế cho nên chính là so. Đây chính là cái điều mà dẫn đến cái này. Đây chính là nguyên nhân của việc này. Đây là A và đây là B. Em chú ý này, thường ấy khi mà mình dùng cái liên từ sâu thì ở phía trước đó, cái mệnh đề trước đó thì mình sẽ có một cái dấu phẩy ngăn cách giữa cái mệnh đề ở phía trước sâu và cái từ sâu đấy. Ok. Thì cô đã giúp các em hoàn thành được bài tập số 4 này rồi. Đây không phải là một bài tập khó đúng không nhỉ? Nào ngay bây giờ thì mình tiếp tục uh, luyện tập sang cái bài số 5. Nhá, nào. Cô sẽ xóa bảng này đi này và các em trong lúc này mình nhìn sang bài tập số 5 ở trong sách. Rồi bài tập số 5 nào. Bài tập số 5 đầu bài là match the beginnings with the endings. Người ta cho 5 beginning này, 5 beginnings và 5 endings và nhiệm vụ của mình sẽ là nối hai các cái cặp câu này để làm sao nhỉ? để cái nghĩa của nó chính xác nó đúng về mặt ý nghĩa và mặt ngữ pháp bây giờ cô sẽ đọc từng các cái vế này trước nhé beginnings mình có watching too much tv is not good xem quá nhiều tv không tốt này will get up early tomorrow ai cô xin lỗi chỗ này có chữ ai nữa trong sách các em có ai chỗ này không đánh chữ I I will tôi sẽ dậy sớm vào ngày ngày mai sometimes we read books thỉnh thoảng chúng tôi đọc sách my little brother can color a picture em trai nhỏ của tôi có thể tô vẽ bức tranh tô màu color ở đây nó là động từ uh, tô màu ngoài nó là tính từ à, nó là danh từ màu sắc thì nó còn gọi là còn có nghĩa là tô màu Number five, although and preferred going out. Mặc dù an thích đi ra ngoài gì đó và endings là so I can be at the stadium in time. Vì vậy cho nên tôi phải tôi tôi có thể ở cái sân vận động đấy uh, kịp giờ và kịp thời gian kịp thời gian để mà tôi có thể ở sân vận động kịp thời gian. ta đến sân vận động đúng giờ đấy không bị trễ giờ kịp đến sân vận động đúng giờ ok b này but he cannot draw nhưng anh ấy nhưng cậu bé không thể vẽ because it hurts your eyes bởi vì nó làm đau mắt của bạn